À, xin chào bác, chào mừng bác đã trở lại với nhau trong kính cổ kính xưa. À, ngày hôm nay có cái kính đó là Amal, à, bọc vàng của Pháp xưa. À, con này là size 145, tức là ngang 145 đấy. À, màu mắt thì ánh tím, rất mới rất đẹp nhá. Ánh tím đây là mắt nó dạng theo kiểu trà hai màu, nghĩa là trên đậm dưới nhạt. Tức là trên nó cả nắng dưới nhạt. Đấy, nó lại hay ở chỗ đấy. Các bác nào ở Hà Nội, gần Hà Nội có địa chỉ cho em. Ngõ 390 đường Trần Trinh, Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại là 091 6566826. Các bác ở tỉnh xa cũng hết sức yên tâm, em sẽ gửi một phương tiện bưu điện, ô tô, máy bay, tàu hỏa. Cái phương tiện gì mà nhất hợp tình, hợp lý, hợp lý của phương tiện đó. Đây là Amor, quả trứng, ốc sao tinh tế, nguyên trinh toàn bộ nha, độ mới cực cao nhá. Đấy. Bây giờ đi chi tiết bên trong gồm có cái gì? À, cầu giữa thì nó có chuyện vuông và 20 micron, bọc vàng một là bọc vàng tương đương một bọc vàng 1/10 12K GF đấy. Rất là rõ ràng nhá. Đấy, chuỗi vàng nguyên zin. Càng phải nó có số 135 Amor Frame Rangse. Mọi thông tin chi tiết về kính thì em luôn luôn ghi bên dưới video kèm theo cái địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất là rõ ràng, rành mạch. Chi tiết càng trái số 135. Càng 135 thôi. Còn chiều ngang nó là 145 cơ, rất to rất rộng. Đấy, em đeo thử cho bác biết. Những cái dòng này bác nào mà trắng cao vô động sơn đình, mặt vuông chữ điền thì đeo thì hết chấm luôn, bởi chấm phẩy cũng là đặc biệt tuyệt đỉnh tuyệt diệu luôn. Đấy, đấy là cách mô tả rất là chi tiết nha. Này, con này nó một ngang 145, một hơi to với em chỉ ngang khoảng 140 đeo thì đẹp. Con này đặc biệt là bác nào mà to cao vạm vỡ 1m7 đổ lên thì nó rất là ok. Đó, về giá thì hồi sau sẽ rõ. Đấy, nó hay như chỗ đấy thì trước tiên là đi tổng quan và đi chi tiết đã. Đó, tất cả tổng quan và chi tiết đã đi rồi, bây giờ đến giá là 5.900.000 hay gọi là 5.900K, 5.900.000 thì gọi 5.900K, phá giá thị trường. Nó đúng nghĩa là phá giá thị trường. Quá rẻ, giá trên mức hạt rẻ. 5 triệu trứng cho cái Amor quả trứng sang 45 nhá, sang to bản to mà ốc sao tinh tế. Chuẩn giá rồi, 5.900.000 nhá. Đấy. Về hình thức mua bán, có nào chuyển khoản basic, có nào chuyển sim code hay gọi là giao hàng thông tiền thì vui lòng đặt cọc 100K về thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng đến 2-3 giờ, nên từ 7 giờ sáng 11 giờ tối, quá thoải mái, đến bất kỳ thời gian nào được với điều kiện bác gọi điện thoại trước. Tránh tình trạng đến đột xuất quán đi nghỉ hàng và giao lưu đồ cổ xưa. Đặc biệt hơn là em đi thẩm định và định giá đồ cổ xưa cho tất cả anh em bạn bè người thân. Thì bác phải nhớ điện thoại trước để em nghênh tiếp đón từ xa tại ngõ 390 đường Trần Trinh, Đống Đa, Hà Nội. Lắng nghe và thấu hiểu tư vấn cố vấn chuyên sâu đồ cổ đồ xưa. Đó là giá trị cực kỳ lớn mà những cái shop khác không có đâu nhá. Bởi vì nhiều nơi bán bây giờ là cứ hẹn nửa đường đăng số điện thoại mà không có địa chỉ, thay đổi địa chỉ, thay đổi số điện thoại, sau một thời gian là rượu mới bình cũ, rất là nguy hiểm. Nhưng bên em khác xuyên suốt lục địa hai mấy năm nay rồi và tư vấn ngày lẫn đêm. Đấy, thế bác mua ở đâu mua, bác nên lựa chọn quán lâu năm thuộc uy tín ở Hà Nội, Sài Gòn. Em và số anh em chơi đồ cổ, quán đồ cổ là hai mấy năm, ba mấy năm, số điện thoại hơn 20 năm rồi, đúng không? Đấy thì mới lại yên tâm. Chứ còn khuyến cáo nhá các bác nhá, mua bán này mục xịn cả nhà, có làm sao mới đèn vạn được. Bởi vì ngày nay nhiều hoạt động họ bán qua trang thương mại điện tử, trang mạng xã hội là không được chỉ đâu mua số điện thoại không thôi. Nó chỉ cần lừa cái gì vài triệu, vài chục triệu, kính bút nhẫn đồng hồ bật lửa hay là quần áo giày dép ví thắt lưng, bỏ trang vào kênh, bỏ số điện thoại luôn, rồi lại diện với mình cũ. Cho nên là phải lựa chọn cái địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, đảm bảo pháp nhân pháp lý thì mua trên đó cực kỳ yên tâm, mặt giá cả chất lượng. Những cái dòng này bác nào mà không thích có thể thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị đều được hết, đó là tùy sở thích cá nhân từng các bác một. Vâng, phiên ngày mai là kết thúc, xin chào, hẹn gặp lại các bác phiên sau. Giá là 5.900.000 hay còn 5.900K nhá. Amor dán quả trứng mắt ánh tím rất hiếm gặp. Vâng, xin chào các bác.